Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuế Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục lại cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Xiaomi Redmi 6A này. Con máy này là Redmi 6A nhé. Đây, Redmi 6A, con này có RAM 2GB và ROM 16GB nhé. Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng, ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống chọn phần cài đặt bổ sung. Rồi bây giờ ta sẽ kéo xuống chọn phần sao lưu và đặt lại. Ta sẽ kéo xuống dòng cuối cùng đặt lại về dữ liệu gốc, có nghĩa là máy sẽ về trạng thái xuất xưởng lúc ban đầu mình mới mua ấy. Nên các bạn có những ảnh video hoặc cả những dữ liệu trong máy, chúng ta phải sao chép sang thẻ nhớ hoặc máy nhớ hoặc máy tính nhé, vì máy sẽ xóa hết lại về trạng thái mới bắt đầu. Ta sẽ chọn vào tất cả dữ liệu trên điện thoại nhé, vì ở đây máy này đang lắp thẻ nhớ, ta đừng ấn vào thẻ nhớ nhé. Tất cả dữ liệu trên điện thoại, ứng dụng tập tin dòng đầu tiên ạ, ảnh liên hệ, ấn vào dòng này. Ta phải nhớ tài khoản Google hoặc tài khoản Xiaomi Cloud nhé, không yếu bạn nó xóa là mệt lắm ấy. Rồi ta ấn vào cái đặt lại điện thoại bên dưới nhé. Rồi nó sẽ cảnh báo mình chờ đợi khoảng 5 giây 10 giây cảnh báo quan trọng, thì cái này máy người ta cũng cảnh báo nhé. Ta ấn vào tiếp theo, nó sẽ cảnh báo tiếp một lần nữa. Nếu các bạn mà chuẩn bị chắc chắn trước khi thực hiện, ta phải đọc kỹ nhé. Ok, bây giờ điện thoại sẽ khởi động lại và khôi phục về trạng thái xuất xưởng. Sau khi các bạn đợi khoảng 3-5 phút thì nền giao diện sẽ hiện đến cái MIUI 10 này. Máy này đã nâng lên bản MIUI 10 nhé. Ta sẽ ấn vào đây. Cái này ta chọn tiếng Việt, Next đi, khu vực Việt Nam, Next. Kết nối mạng thì các bạn có thể bỏ qua trước. Điều khoản điều khiển ấn vào đây. Nếu bạn bị tài khoản MiCloud hoặc tài khoản Google, các bạn xem video bên dưới mô tả video của mình nhé. Rồi cái này bắt buộc phải kết nối mạng này. Để ta kết nối mạng nhé. Nó sẽ kiểm tra cập nhật ạ. Rồi bữa này ta chọn thiết lập hoàn toàn như mới nhé. Nó sẽ kiểm tra thông tin này. Đây các bạn mà bị tài khoản Google thì bước này mà không có chữ bỏ qua, các bạn xem video bên dưới mô tả nhé. Ta ấn vào bỏ qua. Bỏ qua. Cái này ấn khác khác. Chấp nhận, không cảm ơn. Cái này thì ấn vào tôi biết này, cho phép đi, cho phép. Cái MiCloud này ta ấn next. Nếu mà các bạn bị tài khoản nó bắt không có chữ bỏ qua ấy, thì ta sẽ phải xóa cái tài khoản MiCloud nhá. Ấn vào đây bỏ qua, vẫn bỏ qua. Khóa màn hình mật khẩu này ta bỏ qua đi. Ấn vào đây. Chọn chủ đề mặc định. Hoàn tất rồi nhá. Bây giờ ta ấn vào đây là nó sẽ tải ứng dụng vào xong.
Rồi, vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Xiaomi Redmi Note Xiaomi Redmi 6A, mã là 6A nha, tôi xin lỗi vì lời nhầm. Redmi 6A bản này đã cập nhật lên MIUI 10, ta đợi về tải ứng dụng một lúc nữa, một tẹo nữa là xong. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.